Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì bên em muốn giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một chiếc sedan hạng D trong phân khúc gọi là 900 triệu. Thì cụ thể ở đây chúng ta có một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q với năm sản xuất 2019 đang được chào bán với cái mức giá là 899 triệu đồng, xe lăn bánh được hơn 5 vạn km một chút xíu thôi, khoảng 52.000, và hiện đang đây 899, có hỗ trợ trả góp ngân hàng tối đa là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm quý chị và các bạn nhé. Chủ xe thì cũng cẩn thận đã thay nguyên một dàn lốp Michelin mới rồi, một dàn lốp mới tinh luôn, rất là đẹp luôn quý chị và các bạn nhé. Và cũng làm cách âm cả xe nữa, cách âm chống ồn cả xe, nên là chiếc xe này để mà đi trên đường nó tương đối là đầm chắc so với những cái chiếc nguyên bản nhá. Thứ nhất là vì cái bộ lốp, thứ hai là vì làm thêm cách âm, nên là chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm tương đối là hay ở trên chiếc xe này về cảm giác lái. Dòng chữ Camry ở giữa đuôi cốp cùng dòng chữ 2.5Q. Cốp rất là rộng, ở cái phân khúc D thì có lẽ Camry là một trong những cái mẫu xe mà có cái cốp nó rộng được nhất, có thể để được khoảng độ 2 bộ gốp quý anh chị và các bạn nhé. Với những quý anh chị và các bạn nào nếu mà tham khảo mà mua đi đóng gốp thì chiếc xe này là để 2 bộ. Đấy. Còn lại nếu mà để đồ không thì cũng rất là nhiều, rộng rãi, thanh thang, thừa không gian để đồ luôn. Về chất lượng xe thì Car Center có thể đảm bảo cho quý anh chị và các bạn là không có đâm đụng tai nạn nào ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm của xe. Xe không ngập nước thủy kích và máy móc động cơ hộp số là nguyên bản theo xe quý anh chị và các bạn nhé. Đến với phần nội thất này, bước vào từ hàng ghế thứ hai thì chúng ta có thể thấy ngay hàng ghế sau chúng ta có rèm che nắng quý anh chị và các bạn nhé. Chúng ta có khóa trẻ em. Đấy, gương kính thì đều là chỉnh điện một trạm tự động hết rồi. Toàn bộ ở trên mẫu xe Camry là như vậy, gương kính chỉnh điện một trạm tự động, ghế nguyên bản theo xe này, chúng ta có hộc kỳ tay ở giữa. Đấy, có hộc để cốc rất là tiện lợi, dễ sử dụng, có thể điều chỉnh điều hòa. Đấy, điều chỉnh gió, các cái mức gió ở ngay ở trên cái bể tùy tay này bằng phím cảm ứng luôn quý chị và các bạn nhé, rất là xịn luôn. Còn nếu mà chúng ta không dùng, chúng ta có thể gập lên để lấy thêm không gian ngồi, để có thể ngồi khoảng được 3 người là thoải mái với chị và các bạn nhé. 2 đến 3 người, nếu mà ngồi 2 người chúng ta có thể hạ cái bậc tùy tay xuống, bậc tùy tay xuống. Cửa đóng rất là chắc chắn luôn. Mọi thứ nguyên bản theo xe. Chúng ta có những cái phần tay nắm cửa chúng ta là ốp nhựa đen bóng, còn những cái phần ốp khác thì chúng ta sẽ để ý là những cái phần ốp vân gỗ này, ốp giả vân gỗ nhìn rất là sang xe. Đấy, hệ thống âm thanh giải trí trên chiếc xe này thì chúng ta có hệ thống âm thanh JBL đấy, có phanh tay điện tử, có auto hold, có các cái chế độ lái rất là nhiều, có ga tự động, có đèn đóm gạt mưa tự động hết rồi, có hiển thị tính lái HUD, rất là nhiều tính năng ở trên mẫu xe này luôn. Đấy, và những cái chi tiết theo xe nó vẫn còn rất là đẹp và mới. Ghế này, hàng ghế trước thì đều là chỉnh điện hết rồi, chúng ta không phải động tay động chân gì, ngồi bấm nút rất là dễ dàng, dễ sử dụng. Hệ thống âm thanh giải trí trên chiếc xe này cũng rất là hay, đủ để chúng ta trải nghiệm được tất cả mọi loại nhạc luôn quý chị và các bạn nhé. Chúng ta có cả cửa sổ trời ở trên chiếc Camry phiên bản cao cấp nhất này. Đấy, không thiếu một thứ gì cả. 2.5Q phiên bản cao cấp nhất của dòng Toyota Camry, 899 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa có thể được là 70% giá trị xe. Ngoài mẫu xe này ra thì bên em vẫn còn rất là nhiều các cái mẫu sedan cho quý chị và các bạn lựa chọn nhé, cả gầm cao cả sedan luôn. Gầm cao thì bên em có Toyota Cross này, có 2021 phiên bản G này, có Mazda CX-5 2018, còn sedan thì bên em có rất nhiều đây.
Trên tầm giá thì bên em có E300 sản xuất 2016 này, hơn 1 tỷ mốt. Có C200 sản xuất 2019 này, có Hyundai Genesis sản xuất 2016 này. Cực kỳ nhiều mẫu xe cho quý anh chị và các bạn lựa chọn nhé. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn cũng như là hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.